Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin chào tất cả các vị thiền sinh thân mến. Hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2024, sau khi chúng ta ngồi thiền hay đi thiền hành, đây là buổi pháp thoại. Quý thầy chia sẻ với các vị thiền sinh là đề tài là siêng năng, trong nhà Phật coi là tinh tấn. Thì siêng năng có, hôm nay đề tài nói là siêng năng có bốn cái vấn đề cần phải siêng năng. Mà muốn biết bốn cái vấn đề cần phải siêng năng đó là siêng năng nghĩa là gì? Siêng năng là chúng ta tinh chuyên và là siêng năng và chuyên cần về một vấn đề. Thứ nhất là một á là siêng năng ngăn ngừa tất cả các điều ác, đừng cho nó phát sanh. Thứ hai á là siêng năng diệt trừ, không cho các điều ác mà phát sanh thì chúng ta nên cho nó dừng. Thứ tư là chúng ta siêng năng tinh tấn, làm tất cả những cái điều thiện mà nó chưa phát sanh thì chúng ta làm cho nó phát sanh. Thứ tư là chúng ta siêng năng tinh tấn, làm tất cả những điều lành. Nếu mà điều lành chúng ta đã làm, chúng ta tiếp tục làm cho nó tăng trưởng lên nữa. Đó là bốn cái điều siêng năng thầy cần. Yeah. He said, "Hi, welcome to the Dharma talk. Today the topic will be effort and diligence. Effort in our practice and in order to help us to move on our path to liberation." Thường ta nói ăn mà không lo của kho nó cũng hết. Nếu mà chúng ta, thứ nhất chúng ta siêng năng hay là tinh tấn ngăn các điều ác, đừng có cho nó sanh. Thì chúng ta làm tất cả các việc từ ở ngoài đời cũng như ở trong đạo. Ở ngoài đời nếu mà chúng ta không có siêng năng á, thì đối với chúng ta có xe đẹp, có tài xế giỏi, có xăng, có phương tiện, có đường đi tốt, nhưng mà chúng ta không có xăng á, thì cũng không đi được tới đâu. Mà cũng vậy, cái tinh tấn, nếu mà chúng ta không có tinh tấn á, thì dẫu cho có phương tiện tốt, có thầy hay bạn tốt, có những cái điều kiện tốt, nhưng mà chúng ta không có tinh tấn thì cũng dậm chân tại chỗ. Cho nên cái việc tu cũng như ở ngoài đời, nếu mà chúng ta không có siêng năng, không có cần mẫn, thì chúng ta sẽ không có đạt được kết quả như mong muốn, như là thành công ở ngoài đời. Còn về tu học á, là được giải thoát. In terms of effort, there are two effort that we must bring into our practice. One is right action or speech. We must put effort in our speech. Make sure that always be aware of your mind, of your speech, of your actions, so that is correct action or right action. And then another is to put effort in cultivating right action.
So the act, you know, the difference here is the action itself is when you do an action, always look at your action, always not just do the action mindlessly, but as you do your action, whatever it may be in life, as also in practice, it has to be right action. Right? So that, what does that right action mean? It benefits you, it benefits others, and it helps you on the path of liberation. Right before the action happens, the action in the mind. Right? All the time, you know, before we do anything, we have an action that's in the mind. You know, that action, before it comes to fruition, make sure what's in your mind is also right action. That means contemplate on, if you think about doing something, think about whether that brings benefit to you, other, and does it help you in your, you know, on your path of liberation. Mình nói về siêng năng, có bốn loại siêng năng Đức Phật thường dạy. Thứ nhất là siêng năng ngăn các điều ác đừng có sanh. Nghĩa là các cái việc ác như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hút vị xì ke ma túy. Nếu mà chúng ta không có siêng năng á, thì ngăn ngừa những cái đó thì chúng ta dễ buông lung chạy theo nó, thì cũng siêng năng, nhưng mà siêng năng một cái việc làm nó lành, nó thiện, nó tốt thì đó là chúng ta tinh tấn. Và cũng vậy, nếu mà chúng ta siêng năng làm các điều ác như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi làm những điều mà bất hiếu với cha mẹ vân vân đó, thì chúng ta siêng năng cái đó gọi là buông lung phóng dật, chứ không phải là siêng năng làm những cái điều thiện điều tốt. Đó là cái siêng năng thứ nhất chúng ta cần nên phải thường nhớ và siêng năng thực tập. So in terms of the practice, how do we apply Vedic fruit? You can apply it based on the five precepts, apply to the five precepts. So, you know, what's the first precept? Do not no kill. No killing, right? So the action is no killing of any sort, right? And that isn't limited into the actual action, physical action itself, but it has to be applied also in the mind. For example, if you're watching a movie and you know this bad guy, this good guy, right, and the good guy's killing the bad guy, you're happy, right? That's also an action in the mind, right? So that's also killing. You know, you are killing in the mind. You must not do that. Be aware of that. Right? And also, let's say, you know, the spider. You don't like spiders or ants. You know, refrain from killing. So find that right action that serves your purpose without killing. Right? And go on with the other precept. So you take the precept and you apply the right action to it, or right effort, or right mind. Does that make sense? Are you applying it? Yes, it makes sense. Yeah. Any questions so far? Well, I could, but maybe the Thai should just talk more. Okay. Or I could ask a question, either way. So, you know, để con chỉ cho mấy cái bốn cái này ha, cái tám. Tinh tấn nè. Dạ, tinh tấn. Để thì nói một bốn cái rồi cái tinh tấn thứ hai á là diệt cho mau các điều ác đã sanh. Ở trên là chúng ta ngăn không cho các điều ác nó sanh.
dưới là chúng ta phải siêng năng, tinh tấn, chuyên cần, chúng ta diệt nó. Nên là chúng ta lỡ làm những điều ác, như là lỡ sát sanh, lỡ trộm cắp, lỡ thì dâm, lỡ nói dối luôn rồi, thì bây giờ chúng ta tìm được cách là diệt nó bằng cách là chúng ta không làm nó nữa. Từ đây thì sao? Gọi là siêng năng. Mỗi lần nhớ tới nó, nghĩ tới cái điều ác là chúng ta phải ngưng liền, ngưng đó là chúng ta diệt. Nếu mà chúng ta đã lỡ làm mà chúng ta ngưng, nhưng mà nhiều khi ngưng khó lắm, tại vì cái quân tập mình nó nhiều đời nhiều kiếp, chủng tử mình sanh như cõi ta bà này á, là cõi này là cõi dục, cho nên mình nặng cái nghiệp đó nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên nhiều khi cái điều mà mình làm điều ác á, nó quân tập nhiều, cho nên chúng ta lỡ làm rồi chúng ta không có bi quan, không có khổ não lo lắng nhiều. Bây giờ chúng ta biết cái điều ác chúng ta lỡ làm mà chúng ta phải tiêu diệt nó bằng cách là chúng ta sám hối, tụng kinh, tu tập và siêng năng. Đó là mình hứa từ đây về sau mình không có làm cái đó nữa. Đó là để cho cái đó là cái siêng năng, là diệt trừ cái tâm làm cái điều ác của mình. Đã làm rồi thì dần phải siêng năng. Thế nhiều khi đã làm rồi cái giờ cái mình gặp cái duyên gì cái mình làm tiếp nữa, cái mình quên, không có siêng năng. Nên là mà mình lười biếng mà phải siêng năng. So we talk about refraining, right? Action, unwholesome action or unwholesome thought. So what happens? But of course you're not going to be perfect, right? We're still practicing. So let's say if you had an action that's unwholesome or speech unwholesome or thought that is unwholesome, the moment that you are aware of that, you must put diligent effort to stop it, to stop those action or thoughts or speech right away. So before it arises, always maintain your awareness so you don't create unwholesome action, thoughts or speech. If it arises, meaning you lost your awareness and you do those actions that are unwholesome, moment that you notice that you must stop that way and be very, very diligent in talking. That means, you know, really be aware, really look at what's in your mind, because it starts in the mind. Tinh tấn thứ ba là làm cho các điều lành phát sanh, như là chúng ta siêng năng, chuyên cần, làm từ thiện, bố thí, cúng dường. Cái quan trọng nhất là chúng ta tụng kinh, siêng năng tụng kinh, siêng năng ngồi thiền, siêng năng niệm Phật, gọi là siêng năng tu tập, siêng năng học, siêng năng tu, siêng năng làm tất cả những điều lành. Nếu mà chúng ta thấy cái việc lành mà chúng ta chưa làm, chúng ta thấy người khác làm, chúng ta cũng phát tâm siêng năng để mà làm tất cả những điều lành. Thấy người ta tu siêng năng tu tập được nhiều lợi ích, nhiều an lạc, chúng ta thấy vậy, chúng ta cũng thấy đó là điều lành, điều thiện, điều tốt, điều hay, thì chúng ta phải siêng năng. Kiểm lại thấy mình chưa có làm thì mình cố gắng mình làm. Nếu mà mình thấy làm mà nhiều khi cái tâm mình hay buông lung, hay giải đãi, nó thôi làm cho có lệ thôi. Nhưng mà khi mình làm mình phải làm cho nó siêng năng, nó là làm cho nó ra làm. Làm cái gì nó ra cái đó. Đó là mình cái thứ ba là siêng năng, làm cho các điều lành nó phát sinh gia đình mình. So it comes to the third aspect is to cultivate and do wholesome action, cultivate wholesome thoughts, cultivate wholesome speech by example. Yeah, you can use the five precepts to do that, or find example. If somebody's, you know, if you recognize wholesome action from others,
use those examples for yourself. And let's see, what was the point? And very importantly, when you do that, any of those actions, make sure you are diligent and you do it with full intention, not halfway, right? Do it completely with full attention, right? Because when you do that, then it registers in the mind how important the action or thought is, right? Oftentimes, just like if we are kind of like multitasking, you're doing something, but your mind's somewhere else. It doesn't get registered in your mind as well. So it needs to be very focused with full intention. Hay siêng năng thứ tư đó là làm cho các điều lành tăng trưởng. Siêng năng thứ ba là chúng ta làm cho nó các điều lành phát sanh. Cái siêng năng thứ tư là làm cho các điều lành tăng trưởng. Nên là chúng ta siêng năng, mình thấy sự tu tập một ngày, thì chúng ta tu tập một buổi thời gian 45 phút, thấy nó được lợi ích an lạc, thấy có niềm vui, chúng ta nên tăng cường, nghĩa là tăng thêm bây giờ tu tập, tăng lên 45 phút hoặc là 1 tiếng hoặc 2 tiếng, có thể càng nhiều càng tốt, đó là chúng ta làm cho nó tăng trưởng lên. Nhưng mà nó cũng khó lắm, làm về từ thiện bên ngoài cũng vậy, nhiều khi chúng ta phát cái tâm lành, tâm thiện, tâm tốt đó, nhưng mà khi đến nơi ấy, thì nó gặp những cái trở ngại như ăn uống, thời tiết vân vân, nhiều khi chúng ta dễ thối tâm. Nên nhiều khi mà chúng ta thấy làm điều lành, điều thiện, điều tốt ấy, thì chúng ta nên có cái tâm là Bồ Tát, cái tâm rộng rãi, chúng ta có thể làm cho cái dẫu cho có khó khăn, có trở ngại, chúng ta cố gắng làm cho nó tăng trưởng thêm. Nếu mà một mình làm không dễ thì mình mời những người vị khác cùng có cái tâm gọi là Bồ Tát, giúp cho đời, giúp cho người, làm nhiều điều thiện, điều tốt, thì chúng ta kêu gọi tâm mình mở ra, rồi mình bạn bè và những người mà ta có cùng cái tâm muốn giúp cho người, giúp cho tất cả người cũng như vật, tất cả mọi người đều được cái lợi ích, như là mình chia sẻ cái phước lành mình có, mình làm cho nó càng ngày càng tăng trưởng thêm. Rồi về mặt đời thì làm từ thiện, rồi xây cầu, như là xây cầu và cất nhà tình thương vân vân đó, thì mình làm một mình mình làm thì nó ít, nhưng mà nhiều người ta cùng muốn làm việc thiện, từ thiện đó, thì mình mở lên cái lời đó là mình làm cho nó tăng trưởng lên, chẳng những mình làm mà người khác cùng làm chung với mình. Và cái thứ hai đó là về mặt tâm linh, về mặt sự tu tập, đó là về mặt vật chất. Còn về mặt tinh thần đó, về mặt tu tập đó, thì mình thấy ngồi thiền, tụng kinh, lại Phật, nghĩa là mình thấy được lợi ích, chút lợi ích đó, mình thấy đó là cái lợi ích nó đến với mình, cho nên mình cần phải làm cho nó tăng trưởng lên, nhân rộng lên, nghĩa là tăng cái thời gian lên. Như ngồi thiền, chúng ta thấy ngồi thiền nửa tiếng thấy nó ít quá, chúng ta tăng lên 45 phút, 45 phút chúng ta thấy cũng còn ít quá, một thời ít quá, thì ở nhà nếu mà có thời gian rảnh thì chúng ta tăng thêm 2 hoặc 3 thời hoặc 6 thời. Nếu chúng ta thấy càng ngày càng cái sự tu tập mình là một cái giống như là cái hơi thở đối với mình, nó không thể thiếu được, thì lúc đó là mình thấy khá đó, nên mình có thể là mình sớm giác ngộ giải thoát. Nếu mình thấy cái sự tinh tấn mà tu tập thấy nó lợi ích, nếu mình coi giống như là cái hơi thở, thì lúc đó là mình thấy nó
cái sự tu tập mình đã tiến bộ nhiều. Còn nếu mà chúng ta thấy mà ngồi thấy càng ngày chúng ta thấy nó càng bê trễ, chúng ta càng bỏ qua bệnh tật một chút đó, chúng ta bỏ hoặc công việc này kia nhiều đó, chúng ta cũng bỏ, đó là chúng ta nó làm cho nó giảm lui sụt đi, cái sự buông lung của mình nó làm cho mình không có tiến bộ. Cho nên chúng ta cần phải làm cho điều thiện. Điều thiện nơi thế gian chúng ta cần phải làm cho nó tăng trưởng, với sự tu tập chúng ta cũng phải làm cho nó tăng trưởng lên. Đó là cái thứ tư. The fourth aspect of effort is effort to increase wholesome actions and speech. There are two faces of that. One is with society. That can mean be of service to others or to your community. Giving, those are the practices. You know, giving charity, giving your time, because that's positive effort, right? It's beneficial to you and to others, because it's beneficial when you give away, you give your time, you give your effort, then there's less greed and you're building compassion as well. On the personal practice side is increase your effort of your practice. Here, you know, we meditate, so meditation, instead of just saying, okay, half an hour is enough or 15 hours is enough, you must increase the effort in sitting as well. You know, if sitting long time doesn't work for you on a physical basis, maybe do more than once a day. Right? So we're increasing, that's increasing the wholesome action that helps you in your practice. Cái siêng năng thứ nhất là ngăn các điều ác đừng cho nó phát sanh. Thứ nhất, cái thứ hai là siêng năng diệt trừ các điều ác đã phát sanh. Cái thứ ba là siêng năng làm cho các điều lành chưa phát sanh cho nó phát sanh. Cái thứ tư là làm cho siêng năng làm cho các điều lành nó đã phát sanh rồi, nó càng ngày càng tăng trưởng. Thì cái siêng năng này á, nó kẹt vào hai cái một á là chấp tướng, siêng năng mà chấp tướng. Cái thứ hai là siêng năng không chấp tướng. Siêng năng chấp tướng là sao? Nghĩa là mình siêng năng rồi vì danh, vì lợi, rồi vì mình sợ, hoặc thôi vì mình kiêu căng. Vì danh, nghĩa là thấy muốn cho được người ta khen, người ta tâng bốc, nên lúc đó mình thấy đông người thì mình siêng năng, ở riêng một mình cái mình buông lung, đó là siêng năng vì danh lợi. Rồi mình siêng năng mình làm việc riêng, làm điều lành cho được người ta thưởng, người ta cấp cho mình cái bằng, hoặc người ta cho mình cái gì đó, thì mình mới siêng năng. Cái thứ ba là mình siêng năng vì mình sợ. Ví dụ như ở trong chúng không siêng năng thì bị thầy nhắc, bị quở. Còn ở trong đậu tràng đông, mình ta lên ta ngồi thiền ta thấy không, ở cái mấy huynh trưởng nhóm thì ta quở, ta chấp. Mình sợ nên mình siêng năng. Cái thứ tư là vì kiêu căng, nghĩa là mình thấy người ta không có tinh tấn tu tập, người ta lo buông lung, cái mình siêng năng, cái mình xem thường người khác. Hay do mình tu có được lợi ích an lạc, mình được làm được cái này làm cái kia, người ta kêu mình thầy, hay là người ta đưa mình cái chức gì đó đưa lên làm cho mình giống như là mình là một người quan trọng, mình siêng năng mà mình nghĩ như vậy, đó là mình siêng năng mà đó là chấp tướng, đó là kiêu căng, đó là ngã mạn. Another aspect of right effort is to do it without the egocentric mind.
So what does that mean? That means you don't do wholesome action based on your need to get praise, have praise, or get status. You don't do it based on competition, because you see somebody's, you know, doing some wholesome task, you want to be better than them. So there's a competitive mind in there. That, because that, you know, when you have a competitive mind, then it's based on the ego. Right? That means attachment to the ego again. And don't do it because of fear either. Fear of, let's say you're in a group, some people are doing wholesome action, whatever it may be. And you're afraid that if you don't do it, then people are going to see you in a bad light, right? So that shouldn't be the reason why you do something. You do it because it's right. Right. Mm-hmm. You do it because it's right. You understand. So there has to be an awareness of or understanding that is the right thing to do. And it's beneficial to you, others. Right? So you're not doing it for just to increase the egocentric mind. Còn siêng năng mà không chấp tướng đó là mình siêng năng một cách chân thành, tha thiết. Mình vì cái muốn thoát ly cái đau khổ của sanh tử luân hồi, cho nên mình phải siêng năng tinh tấn, siêng năng mình học hỏi, siêng năng mình ngăn ngừa những cái điều ác nó phát sanh, rồi ngăn ngừa và tiêu diệt cái điều ác nó đã phát sanh. Mình siêng năng và mình siêng năng làm tất cả những điều lành do mình thấy, mình nghe, mình nghĩ trong lòng của mình, hoặc là thấy người ta làm, hoặc là mình chưa có làm điều lành, mình siêng năng mình làm, rồi siêng năng mình làm cho nó tăng trưởng những cái điều lành mình đã làm. Càng ngày mình làm, ban đầu mình làm ít, sau này mình làm càng ngày càng nhiều. Mà mình thấy làm mà không xuể nữa thì mình rủ người này, rủ người kia cùng cái giới tâm thiền tâm hành mình làm, nhằm để thoát khỏi những cái khổ đau của sanh tử luân hồi. Cho nên mình cứ miệt mài, mình quay trở về, mình nỗ lực là tu tập ngày đêm. Cho nên các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Phật khi xưa, các vị độc giác thường ngày, các ngày miên mật và tu trong rừng, nhất là các vị tu hành Bồ Tát là siêng năng, là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, là ba la mật, nghĩa là làm siêng năng. Cái đó mình làm mà không chấp tướng, không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả, nghĩa là không thấy mình làm, không thấy có người nhận làm, nghĩa là không thấy cái vật mình cho nữa. Cho nên cái đó là cái tinh tấn là rốt ráo. Còn mình tinh tấn thường là mình cứ miệt mài, giống như cái việc này là cái việc làm của mình, cho nên mình siêng năng tinh tấn làm tất cả những điều là mình làm, không phải vì danh, cũng không phải vì lợi, cũng không phải vì sợ ai, cũng không phải vì cái bản ngã của mình. Mình làm để mà mình ai ta cũng nể, cũng lấy mình là tu, làm để nhằm giải quyết cái vấn đề là khổ đau sanh tử luân hồi của mình nhiều đời nhiều kiếp. Nó làm cho mình phải đau khổ, phải chìm đắm trong luân hồi. Cái đó là cái siêng năng mà không có chấp tướng. Another aspect of the effort in terms of increasing wholesome action is that we shouldn't do it so that
we shouldn't do it with judgment. That means we do something wholesome. Oftentimes we do something wholesome and we don't see other people doing the same thing. We judge them, right? We judge them as, oh, that person's not good, not, you know, doesn't put enough effort, right? You shouldn't have any judgment about anything when you do wholesome thought. You know, when you have a wholesome thought, wholesome action, or speech. In terms of, with respect to the non-ego self, the non-ego of wholesome action is there's a saying like, if you do something, don't see the action as yours. Don't see yourself as doing the action, and don't see the person receiving the action. Does that make sense? Why you wouldn't do that? I don't understand why you wouldn't see the person receiving the action. Okay. Because if you see them, I would think you could understand them better and have compassion and relate to as it relates to your action. So let's say, or put it another way, similar to a gift, right? When you give something, a true gift is when you don't see the person receiving the gift. You're not the giver. There's no gift. It's like it's anonymous. Yeah. Right. Like Marcus's gift. Yeah. So there's no attachment to the action at all, in any way, in any form. If you see a gift, then there's attachment of, oh, that's my gift, right? I give it to you. So there could be some expectation to, oh, you should be happy. You should react a certain way. When you have that mindset, then you're not giving. It's an exchange, right, for a response, certain response, right? So that's why we don't see a giver. We don't have a gift. There's no receiver. It's just action that you do out of your heart, without any expectation, any attachment. Right. Yeah. May I ask a quick question to make sure we get it in before? Yeah. All right. So here's one listing of the Noble Eightfold Path. Yeah. All right. So my understanding is we have three groups: view and thinking, speech, action, and livelihood, and then diligence. Mindfulness and concentration. Yeah. So here's my question. Diligence. This diligence here, is that basically the same as right action, or is it different? And I'm not quite sure if the right diligence here is the diligence here is the right action. Maybe you could ask the Thai. The reason I ask that is because it's in that group with mindfulness and concentration. It's not in the group with action, speech, and livelihood. So anyway, just ask if it's basically the same thing. Trong cái anh chàng này anh hỏi trong cái bát chánh đạo á, nó có cái là tinh tấn có là tinh tấn siêng năng đó, dịch ra là siêng năng để cho dễ hiểu, còn tinh tấn là chữ Hán là tinh tấn. Nhưng mà cái này là 8 con đường Đức Phật dạy cho đến tu để cho giác ngộ thành Phật. Nhưng mà chúng ta nếu mà trong một trong tám đó mà chúng ta không có siêng năng tinh tấn đó, thì một cái kia chúng ta học giống như học để chơi thôi, nó không đưa tới đâu hết. 8 con đường để đi đến giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cái tinh tấn đây là thầy chịu phân tích ra là tinh tấn là 4 cái là những cái điều ác đã làm chưa có ấy, là mà phải ngưng, phải làm cho nó vượt đó. Đó là một trong đó là 8 con đường để đưa đến giác ngộ giải thoát. Nghĩa là chỉ cho mình cái con đường đi đó, là mình phải nắm rõ con đường trong 8 con đường đó. Nếu mà mình thấy có con đường nào mình thấy đi là chánh kiến nè, hay biết đúng, rồi sau đó mình thấy biết đúng không mà mình không có đi thì nó cũng không tới đâu. Nó chỉ dậm chân tại chỗ thôi, thấy biết vậy thôi chứ không có thực hành. Nên Đức Phật phải nói là phải vừa học phải thực hành,
mà thầy học và thực hành chơi chơi cho có cũng không tới đâu, phải siêng năng tinh tấn phải học cho làm cho tới nơi tới chốn. Ví dụ mình có bệnh mình biết là thuốc đưa cái có thuốc này, người này nó có thuốc này hay, người kia có thuốc hay nè, nó có 8 cái thứ thuốc nhưng mà mình phải uống, mà uống phải đúng liều chứ, uống phải có đúng giờ nè, trước ăn sau khi ăn nè, rồi uống nó cái liều lượng là bao nhiêu nè, bệnh mình nặng hay là nhẹ nữa, nó phải có nhiều cái yếu tố. Nhưng mà khi mình ấy phải liên tục, phải tinh tấn cho khi nào mình hết bệnh mình mới ngưng thuốc. Giống như mình đang đau khổ bị cái sinh tử gọi là tham sân si, nó cuốn mình theo cái dòng là luân hồi đó, đau khổ đó, mình muốn vượt ra ngoài đó thì chỉ cho mình cái cách rồi, là cái trong 8 con đường đó, một là cái tinh tấn, cái mình học được cái điều lành ra đó, đó cái mình tinh tấn, mình siêng năng, mình làm, mình vượt ra khỏi cái chỗ nguy hiểm hay là cái chỗ đau luân hồi đó, mình được giác ngộ, được giải thoát, tới đó là lúc đó mình mới thoát khỏi cái đó. Cái tinh tấn đây là mình áp dụng vô trong tất 7 cái kia trong 8 con đường đó, 8 con đường đó. Cái tinh tấn này nó phải áp dụng vô trong 7 cái kia. Dạ. Nghĩa là cho nó liên với nhau. Thì chánh kiến thấy cái biết đúng thôi, nhưng mà mình thấy biết đúng rồi mình không có làm gì hết thì cũng không được. Nó là ban đầu là cái ban đầu mình, ví dụ như từ nhà tới đây mình biết cái con đường đó là đi là đúng rồi đó, không có sai đó, trên đường mình chạy đi mình biết đúng rồi đó, nhưng mà mình không có tinh tấn là nó không có đi tới, đi chạy nơi chừng rồi nó ngừng, nó cũng tới nhưng mà nó chạy trễ và thôi nó 2-3 ngày nó mới tới. Bây giờ phải tinh tấn đi tới, chánh kiến nó liên với nhau. Yeah, so is that, yes, this is what it is, the diligence is the effort, and it applies to all the other seven. All the other, all the seven. Thank you. Yeah. Good enough. Thank you very much. Rồi nói tóm lại, Đức Phật này dạy, hỏi các ngươi hãy tinh tấn lên để giải thoát. Cho nên Đức Phật này sau khi ngày giáo hóa 49 năm, khi ngày sắp nhập niết bàn, ngày dạy các đệ tử, kêu các đệ tử đến là các ngươi hãy tinh tấn lên để sớm giác ngộ giải thoát. So he says, well, the Buddha said to his disciple, like, the diligent is one of the most important aspects of the Eightfold Path. Without diligent, you will never get to your goal of liberation. You know, you can have right view, but if you don't do anything with it, or if you have, you know what the action is, but you don't do it, and you don't increase it, you don't put effort into it, then it just stops there, where you're at, and you don't take the next step, so you never get to liberation. So, you know, you need, out of the Eightfold Path, those seven are very important. You must have those sevens, you must practice those seven, but the effort is what's going to push you, elevate you through those sevens. Cảm ơn các vị thiền sinh đã về đây cùng với quý thầy thực tập và siêng năng tinh tấn. Thì dẫu ở ngoài đời hay trong đạo, nếu mà chúng ta siêng năng thì ở ngoài đời thì chúng ta siêng năng thì chúng ta dễ thành công. Ở trong đạo nếu mà chúng ta siêng năng thì chúng ta sớm giác ngộ giải thoát. Cảm ơn các vị thiền sinh đã lắng nghe và cùng thực tập với quý thầy. Last reminder is that the practice has to be applied to your everyday life as well as your spiritual practice, because they feed each other. So effort in your practice and also effort in your action in society, in your everyday life. It's just like meditation. We sit and meditate, but that's not the only way that we meditate, right? We practice mindfulness as we do our job, do our gardening or whatever. So the same thing has to be, well, we can't separate those two.
between the spiritual life and the mundane life. Yeah. Do you have any questions? Any question for Thay? Anyone? No. Yeah. Very, very concise, clear today. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn quán môn vô lượng thệ nguyện I've not seen that. Do you want me to send it to you? Yeah. Yes, I will.